À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. À, dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn của Quỳnh Giao, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình 5 cây mai cúc thọ hương hàng khủng nha quý cô chú anh chị. À, phù hợp cho cô chú anh chị mình phòng khách hoặc là biệt thự đâu cô chú. À, chân mấy cây này là quá ngon lành luôn cô chú anh chị ha. À, trước khi vào clip thì em quay sơ một vòng với cô chú anh chị mình là xem trước giúp em nha. Cây lớn, tàn kính tàn, đế đẹp luôn nha quý cô chú. Tết là mình trưng mấy cây này ở phía trước nhà là ngon lành luôn rồi cô chú anh chị. Rồi nút nụ chơi Tết là bao la luôn nha cô chú. Cây này là chuẩn nụ Tết luôn ạ. Rồi cái chột ghép thì nó cỡ từ ngón trỏ ngón cái ha, ghép thân liền cốt luôn rồi nha cô chú. Rồi bữa nay mình giao lưu có 5 cây thọ hương hàng VIP luôn ạ. Cây khủng, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho Quỳnh Giao ạ. Mình đơn ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Quỳnh Giao giúp em luôn nha. Rồi em xin phép được vô clip luôn nha cô chú anh chị. À, chị xin chào em Quỳnh Giao ơi. Dạ em xin chào chị, em xin mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay quay trở lại kênh thì em giới thiệu cho quý cô chú anh chị 5 cây cúc thọ hương ghép 4 mùa ha cô chú ơi. Sát lớn ha. Mình liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0395285050. Nó cũng là số điện thoại các bạn Zalo của em luôn ạ. Rồi mã số đầu tiên là mã số 1 ha cô chú, là một cây cúc thọ hương ghép 4 mùa. Cúc thọ hương nha cô chú, cây này thì cái form lùng lực nha cô chú anh chị. Cái tàn nhìn rất là phê luôn nha. Tàn dày kín tàn luôn ạ. Ghép 4 mùa cái chột ghép nó liền luôn rồi nha cô chú. Rồi, hàng này mấy chột ghép thân là liền hết rồi cô chú ha. Nút nụ cũng đã vô hết rồi. Rồi cây này nụ nhiều lắm nha quý cô chú anh chị. Đó, cây này kẹo nụ luôn nha. Dạ, tàn thì kính tàn luôn ạ. Cái chột ghép hiện tại là nó cũng cỡ từ ngón tay út, ngón trỏ, ngón cái nha quý cô chú. Cây này là đang ở chậu 7 nha cô chú. Dạ. Rồi cái phôi nó sát lớn lắm luôn nha. Cọng rễ nó muốn bằng cái thân luôn cô chú anh chị. Rồi cho chị xin số đo luôn nha. Dạ hoành là 45 ha cô chú. Dạ 45 hoành. Em đo cái tổng để. Tổng mẫu đế được 90 nha cô chú ơi. Dạ tán ngang là 1m3 ha cô chú. Chiều cao là 1m35. Rồi, cây cúc thọ hương mã số 1. Cây cúc thọ hương mã số 1 em xin giao lưu giá là 10 triệu, em bao ship toàn quốc nha cô chú ơi. Dạ. Ê, em bao ship bán kính 300 km nha cô chú ơi. Rồi, 10 triệu mã số 1 nha mấy cô chú anh chị. Lùng lực và phôi mai vàng thì sát lớn luôn cô chú anh chị ha. Cô chú mình xem lại cái phần nút nụ giùm em ha. Cây này là chơi cá rất là ngon lành luôn á cô chú. Đó, nút nụ là bao la luôn nha. Rồi, tàn đi kính tàn nha cô chú, này mình chơi Tết xong rồi sang năm mình lấy bo được nhiều lắm luôn nha. Quá trời nụ luôn. Dạ, rồi mã số 1 10 triệu nha cô chú. Em đổi cây luôn ha. Nắng chắc. Rồi, dạ. Cây mã số 2. Cây mã số 2 nha cô chú, cũng là một cây cúc thọ hương ghép 4 mùa luôn cô chú ơi. Rồi cái này thì phong lùng lực, cái quá tàn tròn do luôn nha. Cây này với cây số 1 hồi nãy mình chưa một cặp được á cô chú. Cái đế nó cũng giống nhau á cô chú ơi. Cây này cái đế giống như là cái nèm tiên cá vậy ha, cái đuôi như nèm tiên cá vậy cô chú ha. Rồi, đế nó lực lực nha cô chú, chị nó hơi nôm nôm luôn ha. Vàng xương cốt cành bên trong thì dày lên nha cô chú. Mấy cái chột ghép mà đóng thân nó ra liền luôn ạ. Cây này cũng đang ở chậu 7 nha cô chú ơi.
cái chuột ghép là có từ ngón út ngón trỏ hay cô chú anh chị ha. Cái chuột ghép này cũng là ngón tay cái anh ha, ngón trỏ ha. Con ghép bốn mùa hết trơn cô chú nha. Cái này nhúc nhộn là êm nha biết cô chú anh chị. Rồi cái này là siêu nụ luôn á biết cô chú. Này nụ nút này là mình là chơi tết là bông là cứng nhất cây thôi ha. Hàng già mùa thì chơi rất là chuẩn bông á cô chú ơi. Ba mùa ha. Dạ bốn mùa chị. Bốn mùa luôn nhau biết cô chú anh chị. Tàn tàn dày nha biết cô chú, lùng lực như cây nấm nha. Này là bonsai kiểu đại luôn cô chú ơi. Rồi đo thông số nha. Rồi. Ý. Hoành lên đó này là 40 nha. À, cái tổng hoành đế của nó là 100 hết cô chú ơi. Tán ngang là 1m35 cô chú. Chiều cao là 1m3. Rồi, cây cúc thọ hương mã số 2. Em xin báo giá là 9 triệu, em bao ship toàn, em xin bao ship 300 km nha cô chú. Rồi, 9 triệu nha mấy cô chú anh chị. À, phơm lùng lực tàn tròn do luôn nha. Cây này với cây số 1 chơi một cặp nữa cô chú ơi. Đấy đẹp luôn nha mấy cô chú. Cây này thì nút nụ là cô chú anh chị mình nhận cây là thấy vậy nút nụ yên tâm liền ha. Mỗi nết lá luôn à. Tàn kính tàn luôn nha mấy cô chú. Chọt ghép thì nó lớn lớn hết trơn luôn à. Rồi cây mã số 2 9 triệu. Rồi bữa nay mình giao lưu là những cây hàng viết viết cây khủng không mà nha cô chú anh chị ha. Rồi chị đổi cây luôn nha. Dạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 3 cũng là một cây cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Lùng lực quá trời cái mâm tàn luôn quý cô chú nha. Cây này là tàn lớn tàn dày luôn ạ. Rồi cô chú anh chị mình xem ha, như thế này nó siêu phẩm cúc thọ hương luôn nha. Cây này cũng là cái cúc thọ hương ghép 4 mùa luôn ha, mắt ghép nó bự bằng cỡ ngón tay cái với ngón chân của em đó cô chú ơi. Bự lắm cô chú ơi. Bây giờ ngón chân mình chị coi. Nè, mấy cái to ha cô chú. Mấy cái chỗ mắt ghép đã lên da xù xì hết rồi nha cô chú. Ghép 4 mùa hơn rồi cô chú ha. Dạ, mình ghép vô cái tấm thân ở trên lên là nó liền. Cây có gió. Cây này cũng đã ôm nước nụ hết rồi, mình chưa tới được ok cô chú ơi. Cái phôi mai vàng này sát rất là lớn mà giót cây nha biết cô chú anh chị. Phôi dạ xù xì luôn đó cô chú. Rồi cô chú mình nhìn cái nhạc xương cốt cạnh bên trong giùm em ha. Nó đều đều với nhau rồi cô chú. Lớn luôn nha. Mấy cái nách này nó bể da xù xì hết trơn luôn à. À cây khủng, cây lớn thì em quay hơi chậm xíu cô chú anh chị mình xem kỹ giúp em nha. Dạ nút nụ thì bao la luôn á cô chú, nụ là chùm chùm luôn nha. Cây này gì tết thì mình để ngay phòng khách giữa nhà mà nở bông một cái nhìn chịu không nổi luôn nha cô chú. Rồi, bông nó chùm chùm luôn quá trời nụ nha cô chú anh chị. Rồi, cái xác lớn, cái phần đế dưới đế nở hậu nha cô chú. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Dạ. Đây. Quả này là 53 hả cô chú? Dạ, 53 quả. Cái dai đế lực lực không nha cô chú chị. Qua đây dịch giùm em. Cái tổng hoành đế của nó là 110 hả cô chú. Dạ. Rồi mình tán ngang là tán ngang là chắc tầm 1m50 mấy á cô chú ơi.
mét 50 mấy ha cô chú. Chiều cao là 1m4 ha cô chú ơi. Dạ. Tính từ mặt chậu lên rồi. À, lùng lực cây khủng luôn nha quý cô chú anh chị hàng VIP luôn ha. Cây mã số 3, cây cúc thọ hương F4 mùa hoa này em xin báo giá là 25 triệu em bao ship 300 km cho mình ha. Dạ 25 triệu. Cái dàn xương tàn đồ rất là phê nha cô chú anh chị. Tàn dày siêu nút nụ luôn à. Rồi cô chú anh chị mình xem lại lần nữa giúp em ha. Dữ lắm, cái vàng nút nụ này mình nhận cây là thấy ưng ý liền nha cô chú anh chị. Nụ nút này là chuẩn chơi tết hết đây cô chú anh chị nha. Tán vàng rất là to, 1m55 lận hả cô chú ha. Chi cành thì mình ghép thân cho nên là nó đã liền hết trơn cô chú, 4-5 cốt cành lớn luôn ha. Cái đế nở dài đế lực lực nha cô chú anh chị. 25 triệu cây mã số 3 nha cô chú anh chị nha. Rồi, cô chú anh chị mình thích cúc thọ hương những cây khủng cây lớn thì mình chọn cây này là ưng ý luôn nha cô chú. Rồi xin đổi cây luôn ha. Mã số 4 nha cô chú. Mã số 4 cũng là một cây cúc thọ hương ghép 4 mùa luôn ha cô chú ơi. Rồi, cây này thì cũng là hàng khủng mà phơm cao hơn nha quý cô. Dạ, chú cây này cao 2m đó cô chú. Dạ. Tính từ mặt chậu lên là 2m, còn tính từ mặt đất lên là có 2m4 thôi cô chú ha. Dạ. Rồi, cây như một cây thông lớn á quý cô chú anh chị. Chiều cao 2m, tán ngang khoảng chừng nhiêu em ha? Tán ngang là khoảng bao nhiêu vậy? Dạ, tán ngang là 1m5 á cô chú ơi. Dạ. Cao 2m, ngang 1m5 nha cô chú. Cái vàng xương chi cành gấp là dày luôn à. Cái cốt ghép là cỡ từ ngón cái luôn rồi nha cô chú vậy nha. Rồi cái cây này mình đóng thân cho nên là nhìn như một cái ghép liền luôn cô chú ha. Liền nhìn như cây zin nha cô chú ơi. Rồi. Cây vô nút nụ hết đây. Cúc tọ hương mà tàn khủng như này thì đáng chơi luôn quý cô chú anh chị nha. Ghép đế sổ bích cái chậu bẫy này luôn á cô chú. Rồi. Ghế lực lực không á cô chú ha. Không ghế bằng bắp tay không nha. Đế sổ gần bít chậu bẫy luôn rồi cô chú ha. Rồi hàng khủng luôn quý cô chú anh chị nha. Rồi chị xin số đo hoành đi ha. Dạ. Hoành đây là 45 thôi cô chú nha. Dạ, vị trí 45. Rồi. Cái tổng số tre này em đo không đủ cái hoành luôn. Cái đứa cắt cỡ một tầm 6 nha cô chú nha. Tầm 6 thôi cô chú nha. 16, 17 gì vậy? Đúng rồi, 17 nha cô chú nha. Cái nó dây đế lực lực không nha cô chú chị nha. Rồi cúc thở mắt ghép rất là to ha cô chú nha. Dạ bá nữa luôn cô chú ơi. Cái này mình đóng liền thân nha cô chú. Được. Con ghế thì cỡ từ ngón trỏ đến ngón cái bự hơn luôn nha cô chú. Chiều cao là 2m, ngang 1m5. Cây này mà thích hợp cô chú anh chị mình để ngay cái không gian mà rộng rộng ha. Chơi tết là bao phê luôn. Nút nụ dữ lắm nha cô chú, hàng già mùa nên là 4 mùa. Nụ là chùm chùm luôn ạ. Ôi, nút nụ dành ghiền nha quý cô chú. Nụ mỏi mắt lá luôn à. Cái tàn thì dày mệt luôn nha cô chú. Cây này nãy giờ cũng 4 người ginh đó cô chú ơi. Nó dạ. Nặng dữ lắm luôn. Rồi, cây này mình giao lưu giá bao nhiêu đây ha? Cây mã số 4, 4. Cây cúc thọ hương này em xin giao lưu giá là 21 triệu. Em bao ship 300 km ha cô chú. Dạ 21 triệu nha quý cô chú.
Cây này vô nút nụ ok hết trơn rồi, mình chưa tết ngon lành cô chú ơi. Hàng khủng, siêu nụ luôn ạ. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. 21 triệu là cây mã số 4. À, cúc thợ hương này đáng chơi nha quý vị chú anh chị ha. Đóng thân mà mấy cái bo này nó liền là khá thân nha cô chú anh chị. Rồi quay vòng cho chị xem tổng thể cái ha. Rồi cô chú anh chị mình thích cái phong cao thì mình chọn cái này nha cô chú anh chị. Rồi chị đổi cây luôn nha. Dạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 5, cũng là một cây cúc thọ hương luôn á cô chú. Cây này cao cũng 2m bằng ngang ngửa cây kia luôn cô chú. Cây này với cây kia chơi một cặp được á. Nó cao bằng nhau luôn á cô chú. Chơi một cặp xứng lắm cô chú ơi. Cũng đồng thanh đồng thủ luôn nha. Dạ, cô chú rồi. Chị cây thọ hương phơm cũng cao, ghép 4 mùa luôn ha cô chú ơi. Cao khoảng 2m á cô chú. Tán ngang thì chắc cũng cỡ 1m4, 1m5 dạ. luôn ha. Cao khoảng 2m tính từ mặt chậu ha, tính từ mặt đất thì lên cũng 2m4 luôn ha cô chú ơi. Dạ. Rồi, cây này ghim lên mệt quá trời cô chú ơi. Ơi, ghé ghim lên bàn xay để cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn ha. Dạ, cái vàng xương tàn dày mệt nha cô chú. Cái này thì mình đóng thân ha, ghép thân cho nên cái cốt ghép nó liền lạc luôn á quý cô chú. À, bo ghép thì cũng cỡ là từ ngón út, ngón cái, ngón trỏ ha cô chú. Quá trời cái vàng xương tàn luôn cô chú anh chị, nhìn rất là mê nha. Cây này đang ở chậu 8 ha cô chú ơi. Dạ. À, mình ghép với phôi mai vàng dán trực đế não sắc lớn luôn à. Rồi cô chú mình xem cái phần đế giúp em nha. Rồi. Rồi chị xin số đo luôn em ha. Dạ. Dạ hoành là 56 nha cô chú. Tổng bộ đế là 108. Tán ngang là 1m. 1m4 nha cô chú ơi. Gần 1m4 nha cô chú. Quên chiều cao là 2m ha. Rồi cây này với cô chiều chú cao 2m mình cho cặp với cây số 4 hồi nãy là một cặp với trước nhà là nhìn vip đỉnh luôn nha. Đúng rồi cô chú. Rồi cây mã số 5, cây cúc thọ hương ghép 4 mùa này em xin báo giá là 18 triệu, em bao ship toàn, bao ship 300 km. 300 km hả cô chú anh chị. Rồi cô chú mình xem cái phần nút nụ giùm em ha. Ghép 4 mùa nên là cô chú mình yên tâm về nút nụ luôn à. Rồi cái hàng này là siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Nụ mỏ nách lá luôn á quý cô chú. Chỗ nào cũng có nút nụ hết trơn luôn nha. Giờ hàng khủng, hàng sưu tầm luôn nha cô chú anh chị. Vàng xương chi thành cành thì kính mịt luôn à. Rồi 18 triệu cây mã số 5. Rồi nút nụ là kẹo nghẹo luôn à. Rồi cô chú anh chị mình nhìn lại cái chi tiết của cây lần nữa giúp em ha. Rồi đế thì nở hậu luôn à. À cây này mình có cái không gian nào rộng rộng á cô chú. Mình để về trước sân mình chơi tết là bông cứng cây luôn nha. Rồi cây mã số 5, chị đổi luôn em ha. Dạ đây cũng là cây cuối clip của em luôn rồi hả chị ha. Rồi đây cũng là cây cuối clip của em luôn. Mến chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Mình liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0395285050. Đó cũng là số lời kết bạn Zalo của em luôn ạ. Em xin mến chào và hẹn gặp lại. Dạ rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Hôm nay thì mình có giao lưu 5 cây mai cúc thọ hương cây khủng nha cô chú. À, phơm cao có, lùng lực có luôn ạ. Cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Quỳnh Giao giúp em nha. À, hàng khủng, hàng siêu nụ nha cô chú anh chị. À, ghép 4 mùa. Dạ, rồi em xin chào kết thúc clip tại đây luôn ạ.